Dạ, xin chào anh chị nha. Em tên An, em đến từ kênh YouTube Nhà Đất Bến Tre Giá Rẻ anh chị ơi. Hôm nay á, em gửi tới anh chị một miếng đất giá rẻ, mình có thổ cư luôn anh chị, nằm vùng ven của thành phố Bến Tre nha, thuộc xã Sơn Phú, huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre, nằm rất là gần khu du lịch Lan Vương nha anh chị. Từ đây mà mình đi ra khu du lịch Lan Vương á là tầm chỉ có 300m à. Đi thành phố Bến Tre là 1,5 cây số nè, gần chợ, trường học, ủy ban của Phú Nhuận anh chị. Khu vực này thì gần thành phố Bến Tre. Đó, xã đầu của huyện Dòng Trôm anh chị, hướng này là mình đi khoảng 200m là ra tới đường tỉnh 887. Vẹo bên trái là tới khu du lịch Lan Vương, nhìn qua bên kia là chợ Phú Nhuận nha. Đó, đi khoảng 1,5 cây số là vào được ngay trung tâm của thành phố Bến Tre luôn. Đó, còn miếng đất hôm nay em gửi tới anh chị nè. Nằm trong một khu dân cư nè anh chị. Nhà em thấy là đẹp không ha? Nhà rất là khang trang anh chị. Đường nè nè, đường rộng 4m, xe ô tô mình vô thoải mái luôn ha anh chị. Đó, đường ô tô nè. Thì sổ sẵn nè, mình có hữu cư nữa. Nằm vùng ven của thành phố Bến Tre. Dạ. Đất hôm nay em gửi tới anh chị ha. Chiều ngang từ bên đây, ngang qua bên đây. Đó, 5,732m. Bên đây á, cái lợi thế là mình, nếu mà anh chị mình xây nhà đó anh chị, mình có thể mà mở cửa sổ qua bên đây nè. Tại bên đây là đất của người dân. Đó, mở cửa sổ mà lấy ánh sáng gió đâu anh chị. Còn về phần mặt bằng nè. Đất ở trong đây á là đất thịt nha anh chị, nhưng mà chị chủ mua bỏ lâu quá nên cỏ mọc tùm. Khi mà anh chị mình mua là chủ sẽ trả mặt bằng sạch sẽ cao ráo cho anh chị. Đất thì đất thịt sạch sẽ lắm. Tại chị không có thời gian để dọn dẹp á anh chị. Khi mà anh chị mình mua thì chỉ trả mặt bằng cho mình. Đó. Tổng diện tích là 101m². Chiều ngang 5,3, chiều dài là 19,75 anh chị. Mình có 70m thổ cư nha. Đó, phía sau mình có con rạch luôn. Để em đi ra sau cho anh chị mình xem. Hướng thì hướng đông bắc, gần khu du lịch Lan Vương nè. Cách tỉnh lộ 887 là chỉ có 200m à. Đi đường ô tô luôn nha anh chị. Nằm trong một khu dân cư rất là đông. Anh chị xem nè. Đó, nhà dân nè. Hướng này nè, đi khoảng một cây số là ra được tới sông Hàm Luông nha. Đó. Còn con rạch hồi nãy em nhắc tới nè anh chị. Trên sổ mình có hiển thị con rạch luôn nha. Đó. Rạch này em nghĩ là chắc xa thông ra ngoài sông Hàm Luông á anh chị. Đất mình thì tới mấy ở đây, giáp với căn nhà này nè. Phía sau thì mình có thể sinh hoạt ha anh chị. Rất thoải mái, hoặc là mình làm như nhà hàng xóm nè. Đó. Diện tích mình sử dụng nó sẽ rộng hơn ra ha anh chị. Tổng diện tích tinh sổ là 101m². Đó, mình có 70m thổ cư ha. Dạ. Dân cư thì đông, có hữu cư nè, đường ô tô vô tới chỗ luôn. Nằm gần khu lịch Lan Vương. Đó. Giá để anh chị mình sở hữu một miếng đất rất là tuyệt vời này nè. Là 550 triệu nha anh chị. 550 triệu. Dạ, 550 triệu. Giá này thì chủ có trích lục quy hoạch mới nhất nè, là quy hoạch đất ở. Hả? Thì giá chủ bao giấy tờ sang tên cho anh chị. Còn thương lượng được một chút đỉnh ha anh chị. Đó. Rất là tuyệt vời nha anh chị. 550 triệu à. Mình sở hữu được một nền nằm trong khu dân cư. Đi làm vào trung tâm thành phố là chỉ khoảng 1,5 cây số à. Bây giờ em đi từ đây nè, em chạy ra ngoài cho anh chị mình xem nha. Đường thì ô tô vô thoải mái ha anh chị. Dạ, bây giờ em đi từ đây em chạy ra ngoài cho anh chị mình xem. Dạ, mình đi thôi anh chị ơi. Một miếng đất rất là đẹp anh chị ha. Có hữu cư mà được ô tô nữa. À, đây có công ty nè anh chị ơi. Con đường này anh chị đi thoải mái nha. Mình có giấy thỏa thuận đường đi của ủy ban xã ký tên luôn á. Mình cần thông tin mình liên hệ với em để em gửi sổ nè. Để thông tin giấy tờ cho anh chị mình xem nha. Đường thì độ 4m, ô tô thì thoải mái luôn. Dạ, 200m là tới được đường tỉnh lộ 887. Đây con đường 887 nè anh chị. Và bên phải là mình đi hướng về Dòng Trôm, Ba Tri.
Ở đây thì đường này giống như là đường huyết mạch rồi, nên mật độ xe rất là đông luôn. Đây công ty nè anh chị ơi. Đó. Chỉ tầm chưa tới 200m nữa là mình ra được tới đường lộ nhựa này rồi. $550 triệu nha chị. Một miếng đất có hữu cư 70m, đường ô tô vô tới chỗ luôn, sổ sẵn, giấy tờ hợp lệ, mua bán chính chủ nữa, quy hoạch đất ở. Thì rất là nhiều luôn anh chị. Mấy bên tay trái mình nè là khu du lịch Lan Vương anh chị, hồi nãy em có nhắc tới á. Dạ, rất là nổi tiếng của Bến Tre luôn nha. Đây dịp lễ nên du lịch rất là nhiều luôn. Bây giờ em quay video này là hai tay anh chị, hai tay tháng 5. Dạ, đây là Ủy ban Phú Nhuận nè, kế bên ủy ban thì trường học. Thì nhìn xéo qua bên đây thì là chợ Phú Nhuận. Đó, tuyệt vời quá anh chị ha. Dạ, hướng này mình đi thẳng vào trung tâm của thành phố Bến Tre. Dạ rồi, em cũng xin dừng video tại đây nha anh chị. Chân thành cảm ơn anh chị đã xem đến cuối video. Chúc anh chị mình có thật là nhiều sức khỏe nha. Mình xem video nhớ bấm like, bấm đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất từ kênh Nhà Đất Bến Tre Giá Rẻ. Cũng như để ủng hộ tụi em, để tụi em có thêm những động lực để làm những video tốt hơn nha anh chị. Mọi thắc mắc anh chị liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại nha, 0378 278 007. Đó cũng là số Zalo của em luôn anh chị ơi, để em được cung cấp những thông tin mà anh chị mình cần, cũng như để em được tư vấn anh chị mình rõ hơn nha. Bye bye anh chị mình nha.